Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump có thể chơi Trung Quốc một vố trước khi rời Nhà Trắng hay không. Với rất ít dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng một cách êm thắm sau khi thất cử. Giới chuyên gia và cựu quan chức Mỹ thấy nguy cơ ngày càng cao ông có thể có những động thái vào phút chót nhằm thúc đẩy các ưu tiên của mình, đồng thời trói tay người kế nhiệm. Giới phân tích cho rằng nếu ông Trump quyết định gây tiếng vang trước khi rời Nhà Trắng, có thể trọng tâm nằm ở chính sách đối ngoại, đặc biệt là sử dụng những công cụ mà ông có thể triển khai nhanh chóng và ít gặp trở ngại. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump ít xuất hiện trong những ngày gần đây. Trong đó bao gồm các lệnh hành pháp, những cơ quan ra quy định hoặc bổ nhiệm những vị trí mà không cần Thượng viện thông qua hoặc chuyển các vị trí bổ nhiệm chính trị sang làm công chức sự nghiệp khó thay thế. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã dẫn lời các chuyên gia bình luận rằng Trung Quốc có thể nằm trong tầm ngắm và là mục tiêu cụ thể khi mà Donald Trump liên tục đổ trách nhiệm cho Bắc Kinh vì đại dịch đã kéo dài, kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống và làm tiêu tan triển vọng tái đắc cử của ông. Giám đốc tại China Mount Strategy cũng là cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Jeff Moon, một người nhận thấy khả năng cao là chính quyền Trump sẽ có động thái thanh trừng và trừng phạt Bắc Kinh vào giờ phút chót và đặt câu hỏi. Ông Trump cũng từng hứa là sẽ trừng phạt Trung Quốc vì COVID-19. Vì vậy, vấn đề nằm ở chỗ điều này nghĩa là gì? Nhưng một cách có thể làm tệ đi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã ảm đạm và làm suy yếu bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Biden trong việc cải thiện hợp tác song phương về các vấn đề về sức khỏe và môi trường toàn cầu có thể liên quan đến các vấn đề Đài Loan. Các lựa chọn của Donald Trump có thể bao gồm cử một thành viên nội các khác đến Đài Bắc, thắt chặt mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan và thông báo đàm phán hướng đến một hiệp định thương mại tự do. Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận xét như sau. Nhìn chung thì điều này đúng. Họ đang cố gắng đóng đinh nhiều chính sách khó đảo ngược nhất như có thể. Ngoài việc thực hiện một bước có khả năng gây bùng nổ khi gán cho Trung Quốc tội diệt chủng về việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ông Trump có thể chặn thị thực của nhiều quan chức Trung Quốc hoặc gây rối bằng cách hạ lệnh cho các vận động viên của Mỹ không tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào năm 2022. Đây là hình ảnh các số phiếu áp đảo theo các đài báo và truyền thông tại Mỹ công bố thì ông Biden là tổng thống đắc cử và hiện đã được hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới gửi lời chúc mừng, mặc dù tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã phát động chiến dịch khởi kiện lên tối cao pháp viện với cáo buộc gian lận bầu cử. Mặc dù các lệnh hành pháp này không có giá trị ràng buộc pháp lý và có thể dễ dàng bị đảo ngược, nhưng nó có thể gây khó khăn cho chính quyền sắp tới của Biden giữa bối cảnh có nhiều lo ngại trong việc dỡ bỏ các lệnh này sẽ khiến cho Biden trông mềm mỏng. Thêm vào bức tranh ảm đạm là mối quan ngại lo lắng rằng về mặt chính sách ngày càng lớn của Mỹ giữa lúc Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông, răn đe Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á cũng như siết chặt kiểm soát ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew thì 73% người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc, tăng 13% so với năm ngoái và 20% so với năm 2017 khi Donald Trump nhậm chức. Thomas Duisberg, thành viên của Viện Hodgson và là cựu quan chức Bộ Thương mại nhận định như sau. Tất cả những điều đó đã làm cho đề nghị hợp tác với Trung Quốc trở nên khó thuyết phục hơn. Christoph Müller, phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Luật và Ngoại giao Pitcher của Đại học Tufts đã nói với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng như sau. Hiển nhiên, Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích Biden là mềm mỏng với Trung Quốc và Cộng sản. Thomas Duisberg cũng chỉ ra rằng những lựa chọn khác của Donald Trump bao gồm trừng phạt thêm công ty nhà nước Trung Quốc, hạn chế thêm việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho mục đích quân sự lẫn dân sự, cấm thêm nhiều ứng dụng Trung Quốc sau chiến dịch TikTok và WeChat, hay chặn mọi hoạt động bán chất bán dẫn cho tập đoàn công nghệ Huawei xa hơn là việc dùng cho mạng 5G. Và Washington cũng có thể tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, khiến nước này phải chịu mức thuế trừng phạt rất cao. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm TikTok và WeChat. Sarah Graves, giáo sư dạy môn chính phủ và luật của Đại học Cornell đã nói như sau. Quyền lực của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể trong 4 năm qua. Do đó, tôi mong đợi những chính sách của ông Biden sẽ có một số điểm giống với chính quyền của Trump.
tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng cũng trích lời Jack Cope, một nhà nghiên cứu tại Viện Doanh nghiệp Mỹ theo xu hướng bảo thủ và là cựu quan chức trong chính quyền George Bush, nói rằng sẽ rất khó về mặt chính trị nếu chỉ đơn giản bỏ một sắc thuế mà không nhận lại được cái gì. Câu hỏi đặt ra là đòi hỏi gì để Bắc Kinh có thể thực hiện nhanh chóng và tạo ra kết quả thực sự. Việc giải quyết hàng trăm triệu đô la thuế nhập khẩu áp đặt trong chiến tranh thương mại cũng có thể là điều kiện tiên quyết để thiết lập lại mối quan hệ với Bắc Kinh. Các nhà phân tích đã nói một trong những biện pháp này là có thể là bãi bỏ điều khoản 232 về thuế quan đối với thép và nhôm được áp dụng vì lý do an ninh quốc gia. Điều này có thể được biện minh là cần thiết để hàn gắn mối quan hệ cần có với các đồng minh lâu đời ở châu Âu và châu Á để chống lại sự thúc ép của Bắc Kinh. Theo dịch vụ nghiên cứu Quốc hội CES, một nội các sắp ra đi thường hay có những thay đổi hành chính vào phút chót, một phương pháp được gọi là làm luật nửa đêm. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau ở hội nghị G20 tại Nhật Bản. Ông Trump đã nhiều lần công kích chính quyền ngầm, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể sẽ tăng gấp đôi nỗ lực phá hoại các cơ quan chính phủ. Ông Kren nói rằng, tôi lo lắng về việc tiêu hủy nhiều tài liệu của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao, điều khiến nội các sắp tới của chính quyền phải cố gắng hiểu những thỏa thuận trước đây là gì và những gì đã đạt được và những ai. Tuy nhiên, giới kỳ cựu của Washington cho rằng việc đấu đá nội bộ có thể cản trở mọi nỗ lực trừng phạt Trung Quốc và Biden, ông ta sẽ khó khăn hơn khi lên cầm quyền. Một số bộ trưởng có thể tiếp tục ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao có thể tìm cách từ chối cấp thị thực cho quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng và Thương mại có thể sẽ cổ suý việc hạn chế xuất khẩu nhiều hơn và Bộ Tư pháp có thể buộc tội thêm các sinh viên và nhà khoa học Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng những hành động đó có thể vấp phải sự phản đối từ Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ vốn muốn bảo vệ cái mà họ coi là thành tựu nổi bật, đó là thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc giai đoạn số 1. Ông Kren nói tiếp như sau, nội bộ của chính quyền Donald Trump sẽ bị căng thẳng giữa bên theo phe diều hâu nhắm vào Trung Quốc muốn chối tay đội ngũ sắp nắm quyền của Biden và của gia đình ông Trump trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh để đảm bảo các khoản đầu tư tương lai của Trung Quốc và các hoạt động kinh doanh xuôi trèo mát mái ở nước này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh đã nói rằng Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc. Ông Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ đã công nhận Đài Loan là một thực thể tách biệt với Trung Quốc. Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc và điều đó đã được thừa nhận trong việc mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Reagan đã làm để đưa ra chính sách mà Hoa Kỳ tuân thủ cho đến nay trong 3 thập kỷ rưỡi. Và ông Pompeo cũng cho biết cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều có lập trường giống nhau về vấn đề này và đồng ý bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan. Phản ứng sau khi bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra, Văn phòng Tổng thống Đài Loan vào hôm thứ Sáu đã nhắc lại rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Có 23 triệu người Đài Loan thân thiện, tự do và dân chủ, những người sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Trương Đôn Hàm đã nói như vậy. Ông Trương cho biết thêm rằng Tổng thống Thái Anh Văn đã nhất quán chủ trương rằng cả hai bờ eo biển Đài Loan cùng hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bà Thái cũng nhấn mạnh rằng Đài Loan sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của đôi bờ eo biển cũng như khu vực này. Bộ Ngoại giao cũng cho biết họ đã ghi nhận những bình luận của Ngoại trưởng Pompeo và cảm ơn sự ủng hộ của ông đối với Đài Loan và khẳng định với ông về nền dân chủ của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng tuyên bố rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, không thuộc Trung Quốc. Và Trung Quốc đã phản pháo phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Đài Loan. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào làm suy yếu lợi ích cốt lõi sau khi Ngoại trưởng Mỹ nói Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc. Trong một họp báo vào ngày 13 tháng 11, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không thể xâm phạm. Ông Uông Văn Bân cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang gây tổn hại thêm cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Chúng tôi trịnh trọng nói với ông Pompeo và những người như ông rằng bất kỳ hành vi nào làm suy yếu lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề đối nội của Trung Quốc sẽ bị Trung Quốc đáp trả một cách cương quyết. Hãng truyền thông Reuters đã trích dẫn lời ông Uông như vậy. Thông tin cũng cho biết
Trung Quốc hiện nay vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và họ sẽ thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Họ cũng xem đây là vấn đề nhạy cảm quan trọng nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Bắc Kinh, nhiều lần nổi giận vì chính quyền Trump đã tăng cường hỗ trợ cho hòn đảo này, chẳng hạn như việc bán vũ khí. Về mặt chính thức, từ năm 1979, Mỹ thừa nhận lập trường của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần của nước này, theo nguyên tắc một Trung Quốc. Song trong nhiều năm qua, Washington đã trở thành thế lực ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế. Trung Quốc đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng tăng cường điều máy bay chiến đấu đến gần hòn đảo, bao gồm cả những lần các quan chức cấp cao Mỹ đến thăm Đài Bắc vào năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 với bản tin Tổng thống Trump có thể chơi Trung Quốc một vố trước khi rời Nhà Trắng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de